không, mấy con thấy chưa? Thầy ngồi đây chứ thầy biết hết mọi chỗ, thầy không có thần thông. Nhưng mà vì họ nói như thế nào thầy cũng biết, cũng hiểu. Nhưng mà họ là người không hiểu, đáng thương họ chứ đâu phải đáng ghét họ. Họ bị gì cái kiến chấp của họ ở trong kinh sách Đại Thừa, họ mới luận. Họ nói thầy tu chứng của A-la-hán mà còn biết mình chứng của A-la-hán là không tu chứng của A-la-hán. Họ hiểu theo kiểu mà Đại Thừa nói. Thì thật ra trong kinh Nguyên Thủy Phật cũng có nói câu nói đó. Như thế nào các con biết? Khi thầy nhập định, thầy ở trong định mà thầy thấy thầy nhập định thì cái kiểu đó làm sao mà có hai cách biết ở trong này một lượt, được không? Các con thấy bây giờ thầy xuất định ra, thầy biết thầy nhập định, thầy chứng của A-la-hán. Nhưng mà khi thầy nhập định rồi thì thầy ở trong định, hỏi thầy biết biết cái gì? Thầy ở trong cái trạng thái của một cái thế giới của khác rồi chứ bộ thầy ở đây ha, thầy biết thầy nhập định. Có đúng không mấy con? Cho nên câu kinh Phật đúng. Nhưng mà mấy ông này nói, mấy ông này dựa vào đó để nói một người chứng của A-la-hán còn thấy mình chứng của A-la-hán là chưa chứng của A-la-hán. Câu nói thiệt là quê. Nghĩa là thầy hết tham si, thầy biết rõ ràng thầy hết tham si. Tâm thầy vô lậu, người ta chửi không giận thầy biết chứ. Có đúng không? Họ đâu có ngờ quả A-la-hán là ở trong bàn tay của thầy. Người ta chửi thầy không giận là nó ở bàn tay thầy chứ ở đâu. Mà thầy hở giận ra nó có lậu hoạt liền đó thì thầy có ở quả A-la-hán thôi. Chứ đâu phải A-la-hán là phải có tam minh thần thông. Nhưng mà từ cái chỗ mà tâm bất động này, nó sẽ có đủ tam minh thần thông đó mới thôi. Nó không thường đâu. Cho nên đừng có nghĩ cái cao siêu đó, mà hãy nghĩ cái chỗ mà người ta chửi mình không giận nè. Ngày ăn một bữa được nè, không còn đói khát, không còn thèm ăn, không còn tham uống. Cái này là quả A-la-hán trong tay thầy đó. Mấy con cũng nắm được hết rồi đó. Nhưng mấy con cứ buông dục ra. Bữa nay ở đây ăn bữa, mà mai mấy con đi ra đó, ngồi xe thôi bây giờ vô quán này làm buổi sáng này, mình đi cho nó khỏe. Thì mấy con dục tay mất rồi. Bờ bên này, bờ bên kia không ở, mà cứ nhảy qua bờ bên này ở. Thì tức là mấy con bỏ quả A-la-hán của mấy con chứ. A-la-hán ở trong tay mấy con chứ đâu. Trong tầm tay của mấy con, người nào cũng có quả A-la-hán hết á. Nhưng mấy con cứ vuột tay à. Còn thầy thì nắm chặt, dù đi tới đâu cũng vậy, đúng giờ thì ăn, mà không đúng giờ nhất định không ăn. A-la-hán thầy rõ ràng. Người ta không hiểu quả A-la-hán, người ta chưa chứng quả A-la-hán. Cho nên mấy người nói cái câu nói đó thầy biết, họ chưa được nếm mùi vị A-la-hán chút nào nữa, chưa biết. Có đúng không? Không biết rõ mà đâu, thầy nói đâu có, thầy đâu có nói cao siêu thần thông phép tắc đâu, mấy con nói con không hiểu. Người ta chửi mình không giận thì A-la-hán ở đó chứ còn ở chỗ nào nữa mà đòi. Mấy con làm được không? Chưa làm được thì chưa A-la-hán chứ còn làm được. Thì thử người ta chửi đừng thèm giận thì có sao, mình làm được mà, không giận thì được thôi chứ. Cũng như sáng không thèm ăn thì mình không ăn thôi chứ có gì đâu, cái chuyện đó ai làm cũng được hết. Cái A-la-hán nó dễ, nó trong nắm tầm tay, nó nắm được ở trong tay. Mà mình cứ buông ra, cho nên nó phạm giới đó là buông ra. Quả A-la-hán là giới luật bất động tâm đó mấy con. Chứ đâu có cái gì đâu khó, thầy nó không có đâu. Giới luật kề ra hết, bao nhiêu giới nắm gọn, không phạm, không vi phạm một lỗi nhỏ nhặt, tức là quả A-la-hán nơi đó. Chết nó sẽ trở về Đức Phật, không còn ở chúng ta. Mình phạm giới đó là mình còn trở về chúng sanh đó. Chứ còn mình không phạm giới là không trở về chúng sanh nữa. Giới vô lậu mà quả A-la-hán là quả vô lậu chứ gì. Mà tu giới vô lậu thì nó là sống rồi chứ còn đơn gì. Còn định vô lậu rồi tệ vô lậu là chỉ chẳng qua làm chủ chơi cái thân này. Lấy đen người ta chơi cho người ta biết là tôi làm chủ, muốn chết thằng nào chết, muốn sống thằng nào sống. Cái đó là chỉ làm chơi vậy thôi chứ có ăn thua gì. Ăn thua chỗ giới đó mấy con. Nó khó tu là khó tu chỗ giới chứ không phải là chỗ thiền định đâu. Cho nên Đức Phật nói thiền định nhập định không có mệt nhọc, không có khó khăn. Có phải không? Còn bây giờ mình cứ lo thiền định mà cái giới luật thì ôi thôi nó phạm tùm lum. Ăn ngày ba bữa mà tối chổng khu ngồi thiền 1-2 giờ thầy thấy thiệt nó mệt nhọc, thôi đi ngủ đi cho sướng à. Có phải không? Ăn khi thời mà ngồi thiền để làm Phật à? Phật sao mà ăn sống khi thời như vậy? Đâu có đúng. Không, thầy nói thật, nói đúng. Sao con cứ suy ngẫm đi những cái lời nói đúng. Khi nào mấy con sống đúng thì mấy con tu thiền định mới đúng, mà mấy con sai là mấy con tu thiền định sai, nó lọt vào thiền tàng. Bởi vì ngoại đạo nó vẫn theo dục lạc mà nó vẫn ngồi thiền nhập định. Cái thiền đó đâu phải là thiền của Phật đâu. Không, bây giờ xong rồi không? Như vậy là từ xưa đến giờ, từ ngày ông A-la-hán chết tới giờ không có A-la-hán. Mà A-la-hán thì trong tay chứ không, người nào cũng có hết chứ không phải là không. Mà cứ mở tay cho nó vụt nó chạy ra hết. Có đúng không? Không chịu nắm lại. Đó, cái người khôn người ta nắm lại, cho nên người khôn người ta ở bờ bên kia, người ta không trở về bờ bên đây nữa. Cho nên người ta giải thoát luôn. Còn mình thì nhảy qua nhảy lại, nghe thầy nói thì cũng thích, hơi làm được, hơi nhảy trở lại, để cho nó giận thờn phiền não trong tích một chút, rồi cái nhảy qua bên đây đau khổ quá, nhảy qua bên này ở một chút chút rồi cái nhảy lại, cứ nhảy qua nhảy lại như vậy rồi biết chừng nào mà cho ở được bên đây thôi luôn.
phải không? Đúng là mấy con đời mà không muốn bỏ mà đạo lại muốn thêm á, cho nên biết luôn cả hai bên. Đúng rồi, thầy chỉ đứng bên thôi, còn bên kia thầy quản, thầy sợ rồi thầy bỏ, cho nên thầy dở hơn mấy con. Mấy con ôm đồm luôn cả hai.